Rồi cho nó ăn chè luôn. Dạ nó hút chè luôn sư phụ. Ở đây da này. Lý do nó thành ong là về khi nó sống nó đi đi ăn gian ăn lận người ta. Hôm nay nó hèm đói khát, nó đi hút lại từ chút vậy. Bản tánh của nó vẫn còn cái đó. Dạ. Ăn mà không có luôn không có thịt mời. Dạ. đi ăn vụng, ăn giặt, ăn dơ, ăn bẩn mà không có thịt mời. Thì hôm qua mấy vị giải thích cho Hữu á, để cho Hữu rất là đau lòng, nó chết nhiều á. Thì trên mới nói với Hữu giải thích vậy đó. Là những cái người giàu có này nè, họ ác độc, họ ích kỷ. Thì hôm nay họ phải trả cái quả thành con ong để đi hút lại, đi chích trở lại. Cái bản tánh vẫn còn nhưng mà làm loài ong. Thì những đại gia mà sống ở đời đi bỏng sẻn người ta rồi ăn hiếp nhân công rồi này nọ. Bây giờ là vậy. Thì những người ăn hối lộ thì sao sư phụ? Thì cũng là nó luôn. Nó luôn. Cùng chung luôn á, ông á. Chứ hôm qua mình cúng mình thấy nó chết nhiều nhưng mà hôm nay á, nó biết là sư phụ ở đây. Nó biết là qua cha mẹ ở đây rồi những vị lớn ở trên trời xuống rồi dưới nước Long Cung rồi lên. Thì nó tới để mà nó cùng quỷ sát. Quỷ sát thú của nó. Vậy là nó được xả cái nghiệp kiếp làm ông hả sư phụ? Đã kiếp là ông nhưng mà đầu thai thành con bự hơn chút rồi thành chim. Xả lên chim này thì chưa chắc là thành người à, tại kiếp này cũng khổ lắm. Tại nó bị chim ăn. Thì giờ nó muốn thành chim để nó ăn lại nữa. Chứ không phải xả cái này thành người liền. Nó không phải. Trừ khi cái con chó với con bò, con trâu nó đã gần, nó đã gần cái tánh linh nó gần mình rồi thì con chó trắng nó sẽ thành người. Còn con chó đen vẫn chưa thành người nha. Chó đen nó phải chết thêm cái chục kiếp nữa. Heo cũng vậy. Mỗi đại gia nó lâu lắm nó thành tới heo. Lên tới heo, lên tới bò, lên tới trâu. Trâu rồi thành con chó. Mà chó ở Nam Hàn hay là chó ở Việt Nam á thì hay là bên Tàu mình không biết nha. Mà chó bên Mỹ thì bắt đầu nó gần thành người đó. Nó tánh linh của nó tính theo cái trí khôn mà. Con người mình tiến bộ như vậy. Rồi khi mà nó khôn 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 là thành loài chó trắng thì lúc đó đó được rồi đó. Cho mày chở xuống thành dân Africa. Tại vì con cái người dân da mọi bộ lạc ở bên Phi Châu á vẫn khôn hơn con chó. Thì lên Africa xong dài bật kiếp mặc sờ rong chạy vòng vòng trong rừng rồi phải không? Bắt đầu cái cho mày lên cấp thôi, cho mày lên thành ra ở mấy cái bán đảo Á Châu á cũng thì Haiti rồi đại khái không chú Vũ phải không? Rồi lên từ từ Nam Mỹ rồi lên từ từ rồi lên tới Eskimo rồi vòng vòng xuống mà lên tới người trên cái quả địa cầu này. Cái người mà có phước nhất vẫn là cái người ở bên Âu Châu đang mạch từ những cái thành phố đó. Họ là ở tầng cao lên này. Còn cái người Việt Nam mình, một là Phật sống chung với người Việt Nam, hai là quỷ cũng đầu thai thành người Việt Nam, ba thú cũng đầu thai trong nước Việt Nam, tư là dạ so cũng đầu thai thành người Việt Nam, rồi Atola cũng đầu thai người Việt Nam. Tức là nước Việt Nam là một cái nước lạ nhất trên cái thế giới này. Là đủ loại từ cực xấu cho đến cực thiện đều hiện tại nè. Là ở cái thời đại của chúng ta, những cái người chúng ta là người cùng cái tiếng nói của chúng ta hôm nay là người Việt Nam. Tại vì có Phật ở đâu là có quỷ ở đó. Nên nhớ nha. À, có Phật ở đâu có quỷ ở đó. Thì Phật hôm nay đã hạ phàm vô nước Việt thì dĩ nhiên quỷ nó sát bên này. Còn như những nước như Âu Châu đang mạch đời vòng vòng bên đó đó thì họ ở một cái level là hưởng thụ khác. Thì khi con người nó trải qua hết kiếp thú rồi, thú biết bay, thú nhí rồi tới lên tới thú nhiều cẳng á, con rít con này kia lên tới thú hai chân là nó là từ từ lên tới con chó bốn chân là cấp sửa thành con người. Nên khi đừng bao giờ ăn thịt chó. Hôm nay Nam Hàn mà nó không có cấm dân ăn thịt chó là nó có phước. Việt Nam cũng nên cấm. Nhưng mà nhờ dù nó 5 năm mấy ông bất ăn chó. Bớt ăn chó con, ăn chó bự. Chứ hồi xưa
Đúng rồi, thôi chưa lên cảnh cáo á, trời ơi, chó mà ta nuôi á bị ăn cắp quá trời luôn. Đang chạy nó lấy gì nó vòng nó cổ kéo. Mà ba con chó bị một mạng người. Nó đập với ba con chó thì nó bị dân chúng giết lại đập lại. Chết hả? Chết. Ba chết tức quá đập chết đập luôn. Đập như đập chó luôn á. Ba thằng bị chết luôn hả? Một người bắt ba con chó mà đập xong nó lại bị dân đập lại mạng đỡ mạng. Ba thằng luôn. Một. Người công an nói làm sao chuyện này? Dân nóng quá công an cũng đâu làm gì được. Nó lơ luôn chứ nó cũng bị đập luôn á. Nó mà ấy là nó ghét lắm. Người dân họ ghét. Nên chính phủ Việt Nam nên ra lệnh không có nên ăn thịt chó, tại vì nó gần thành người rồi. Tại vì con đập cái đầu nó thì một cái đời sau á, là nếu mà có phước thì cũng phải bị nhức đầu hay là bị gì gì đó, hay là bị ung thư não rồi. Nó có cái nghiệp, nó đi dây chuyền ghê lắm. Hồi xưa thời sư phụ còn chinh đông dẹp bắc ở những cái tiền kiếp, ở những cái hành tinh khác á, cái gì kể á, phải cái ngày mà sư phụ đau mới đầu gói nè, rồi đi bỏ hang ốc vô trong đầu gói này. Thế bây giờ nói á, ngài ở bên bển á, ngài kể một loài giống như loài ngựa của trái đất mình, nhưng mà nó không phải ngựa. Tại sư phụ là người hành tinh mà, thì khi sư phụ gọi là chảm tướng đoạt hành á, thì sư phụ không có chém đầu ta, chém đầu thì để bắt sống thằng tướng phải không, thì sư phụ chém chân của mấy con đó. Vì chém chân mấy con đó quá nhiều cho nên cái đầu gối bị đau. Bây giờ qua đầu thai làm người của cái cõi Nam Thiện Bộ Châu này á, thì mình cũng phải trả cái nghiệp ở thành tinh đó. Cái nghiệp nó không có đi từ thành tinh này mà đi theo cái lại gia thức, từ ở một nơi này chuyển thế một nơi khác, chứ không phải là người là người đâu. Nó có thể nghiệp có thể đi con ở cõi tiên, con làm gì với bà tiên chảnh á, xuống đây con cũng phải trả nghiệp ở thế gian nữa. Cái nghiệp quả nó đi vậy, cho nên chém mấy con đó nhiều quá, giờ chân đi lên núi đau. Nhưng mà sau này từ từ mấy vị nói là cái đó là vì ngài nguyện trái đất này hết bất công thì ngài sẽ về cha mẹ luôn, thì cho nên bao nhiêu nghiệp của những bao nhiêu tiền kiếp, bao nhiêu đời sư phụ đi làm việc khắp mọi nơi nó dồn về hiện giờ hết, dồn về đây để xả lần một đi luôn sạch sẽ. Nên những người mà bắt đầu cầm cuốn kinh giống như những đứa đệ tử đây nè, nó sổ là quá trời thử thách, chưa từng biết yêu cái bao giờ yêu yêu đậm lên phải không, như kiểu tiên rồi phải không, thử không tiên mà ở đây không người cái tức nghĩa là cái gì mình ghét nhất là nó hiện lên hết, là gọi là thử thách đó, xả nghiệp mà. Nhiều khi gọi là tứ bề xã nghiệp, vừa tình cảm, vừa tiền tài, vừa bệnh tật, vừa gia đình. Nhiều đứa ở đây xã nghiệp sư phụ thấy, nên phải gán vượt qua bằng cách 36 lại trong cái quyển. Mình không có thời giờ đọc kinh, mình lấy điện thoại ra, cái này download điện thoại được, ngồi ở gốc cây hay ở công viên nào để lại thứ nhất, lại gốc cây thôi cũng được, lại theo cái điện thoại, lại thứ hai chứ không có cần bàn thờ ở xã nghiệp vậy. Khi qua rồi á là mấy con hiểu được là mình chỉ có đường thênh thang vui vẻ để đi về thiên đàng thôi. Còn nếu mà không xã nghiệp á, giàu cho có tu kiểu nào nữa, kiếp sau cũng phải dính lại đây. Mình muốn không dính là mình phải trả nợ. Mình y như là cái credit score ở đây vậy đó. Perfect, perfect. Ngày hôm qua sư mẫu này bà hai bờ quá. Dễ thương. Hai dễ thương. Mà vì công chúa thiệt á. Dạ. Vô bả. Tại vì bả cũng y như thụ thôi, thuộc dạng vậy đó. Thì bà có bốn dòng hồ quan, thì quả là cái út của ông Long Dương. Ông Long Dương trong kinh gọi là Ta Kiệt La, là tên của ông nhà vợ là Ta Kiệt La. Cái bà chị á, như bà chị thứ hai á, là cúng cho Phật Thích Ca cái cục ngọc á, được Phật phong thành Phật lúc 8 tuổi. Cái hồ có tiếp chuyện với chị đó rồi
Rồi cái bà chị mà cai quản hết vùng biển Pacific Ocean á, cả Phú Quốc hay Hoàng Sa Trường Sa, là cái bà chị mà trong này mình có thờ đó. Phú Quốc nở thờ gọi là Thủy Cung Thánh Mẫu, trên núi Thiên Long Sơn có. Nên tổng cộng 5 bà chị có tiếp xúc qua sư phụ. Nhưng mà thuộc dạng chiết thân mà, một cái DNA thôi là thành ra đứng đây rồi. Nhưng mà cái DNA, cái máu còn có thể chiết một đống người giống như clone vậy đó. Thần thánh như là làm ra người như clone vậy đó. Thì sư phụ tại sao sư phụ đi tùm lum nhiều nơi được? Hiện bây giờ có những thằng thái tử mà nó chiết thân giống như nè, nó đi những cái thành tinh kia, hiện bây giờ luôn nó đang active luôn. Nó cũng đang hoạt động bển, cái này cũng đang hoạt động ở bển. Rồi cái thằng thứ thiệt á là nó remote mấy thằng này. Con coi phim Matrix đó. Matrix giống giống như sư phụ như kiểu dạng phim Matrix vậy đó. Nó đang ngó cái thằng nào đang làm tầm bậy. Nó nắm đầu nó về. Tại vì nó bị bad credit làm sao? Thì bà cũng dạng vậy. Nghe là ngày hôm qua công chúa thứ thiệt á vô lên á. Review nhanh này cho nên là hai bờ. Rồi ngược lại để con học cái kinh nghiệm đó, cảm thấy con cũng vậy. Con đi trong u mê ở ngoài đời ngoài trần, chưa gặp thiên tâm, chưa gặp sư phụ, mấy con vẫn là depressed, vẫn là không biết ngày mai mình làm gì. Rồi có nhiều đứa có ngày đi làm mà không thích đi làm, có nhiệm vụ phải làm, mình biết mình có làm gì phải hơn khác hơn. Ở trong tiềm thức nó cứ đánh dậy cái đó hoài. Thì đến khi mà hôm nay rồi á, biết rồi á, thì là đúng. Thì những đứa đó đó sau này á là sẽ giống như trên trời là tiên chúng thôi, phải không? Như ba chồng của Trọng Tú thì tiên chúng, nhưng mà lên trở về trời á là tiên có chức sắc, có quyền lực, có cai quản được một số địa phận và dân chúng ở cõi trời. Cõi trời không phải ai cũng giống ai. Tiên cũng có như cảnh sát hay là người dân thường hay là me hay là thống đốc, nó có nữa đó. Thì bữa sư phụ coi cốt chồng của Cẩm Tú nó đang làm quan ở trên trời, mà lúc mà bỏ con bỏ bất đắc kỳ tử buồn quá. Nhưng mà chính nhờ vậy con mới đi về cái tâm linh nhiều hơn. Có thể là nó chảnh nó biết nhưng nó khiến con gặp sư phụ á. Thì nhưng mà mấy cái này người thường sao biết được. Thôi mới ngồi hỏi mấy vị lật sổ ra, mấy vị nói rất là chính xác. Thật sự đang làm quán chảnh. Ở trên trời dưới nước đều có chức vụ nghe. Như ông Minh nữa, đang làm quan ở dưới nước. Ai tin Minh cũng làm quan hả chưa? Con là lính của Minh á. Con là lính lát. Hả? Tới hối lộ đi. Ông thiệt nó làm quan bự trong trong Long Cung hả? Hồi chưa từng gặp nhưng mà từ bữa nó nhớ chồng quá, nó hỏi gì thì phụ với phải chi cứu con khỉ này đang ở đâu hay gì đó trên kia. Ủa mà anh làm cái gì mà anh được lên? Chứ phụ đâu có biết cái phước của nó nhiều đời nó gặp con vậy đó. Người tu khéo quá. Dám không? Cái gì? Hàng mẹ. Đi không lại đây đứng trên góc này. Sợ ông cắn sư phụ mấy cái đầu lo. Sợ bị con chuột con không phải cắn không biết gì cả, nó cất đốt như là như kiếm lớn rồi to ngày cũng chồng con không. Nghiệp Lâm với Hoàng Trang tối ngày cứ lo ở ngoài đó. Dạ, gần sắp xong rồi sư phụ. Để sư phụ về đậu sức cũng không có kịp nói chuyện với nó. Để sư phụ tính ngồi xuống viết mấy cái chữ. Cái trên trời mấy vị kêu thái tử đi về. Dạ. Cái sư phụ quảng hồn vô dọn về chứ mà đâu có biết gì đâu. Vậy con có ở lại một lâu thôi để con giúp dọn bây giờ. Dạ.
xong hết rồi. Đang trên đường. Xong hết rồi mọi người. Cô mới hôm sợ tới. Dạ. Thôi mà nhiều về về là có mưa ha, hay ha. Dạ, có. Không biết có nguy hiểm gì không, nhưng mà dù có lệnh phải rời chỗ đó. Không mưa, không có lâu sư phụ mưa, chứ không phải là cho nên cái những lúc mà thấy sư phụ làm chuyện lạ lạ đó, mấy con đừng có đặt câu hỏi ha. Thì sư phụ nói chuyện được với con đó, nói chuyện được mấy gì được mà. Thì những lúc mình phải làm gì đó thì đột xuất ra, nhiều khi có thằng sát thủ nó đứng đó không chừng nữa, kêu lên xe. Không mà bọn con thấy vậy là biết rồi. Biết, rồi. Dạ. Biết liền. Không, nhiều không có biết, mấy người lạ tao đâu có biết. Mình biết liền. Người nói sao trời không mưa mà sao sư phụ đi sớm. Sư phụ vừa đi chứ mưa nó sẽ chưa. Không. Dạ. Vậy mà dân nó chưa có biết sư phụ là ai nữa, không thấy tội nghiệp. Vốn minh nó trúng sanh. Nhưng mà thấy bữa nay yêu tình cũng có nhiều người hiểu chút chút rồi đó. Lần thứ kế tiếp qua chắc nhiều người hiểu nữa. Mỗi lần qua có nhiều người hiểu. Thì từ từ Long với mấy người ngoài làm á sẽ đem họ tới. Còn hồi nãy những cái lời sư phụ nói đó là thánh địa đó. Ở đây dĩ nhiên là thánh địa rồi. Ở Thiên Long Cung này nè, Thiên Long Giang cũng là thánh địa. Chỗ nào mà có chân, có bàn tay và có chỗ, có nơi mà tiền á, đâu phải tiền của sư phụ. Cái này do nghĩ tiền của ai? Của cha đó con. À, tiền của sư phụ chưa bao giờ sư phụ nghĩ là tiền của sư phụ. Cha cho nhiêu sư phụ làm nhiêu. Tiền mua Thiên Long Giang triệu triệu á là cũng cha đó. Tiền của thượng đế có nghĩa là gì? Đất của thượng đế, lãnh thổ của thượng đế, thánh địa của thượng đế để độ chúng sanh về trời. Chứ hỏi tiền của người phạm. Còn cái hãng sư phụ là gì không biết không? Kho của thiên đình. À hồi xưa mấy vị đó, cái kho cạn rồi nó nghe nó tự xài bớt lại. Cái gì lúc đó mình hỏi sao mà mấy vị hộ pháp á, mấy vị hộ pháp tụ đông lắm. Thế giờ mấy người như Phạm Nhật Vượng hay là Bill Gates, Ba La Mật, mấy người đó làm tiền dễ quá. Mà nó là người thường mà. Ô nếu mà được mà tiền nhiều kiểu đó đó thì cái đạo á nó không có khó khăn đó, thì cái đạo nó dễ quá. Thì sau này không có phải là cái tự tâm của sư phụ làm. Còn tiền mà cha cho vừa nghiến nhưng mà nghĩ ra cái gì cần làm gì đều có mới là quan trọng. Thì lúc đó mới là thật cái tâm. Còn mấy vị nói mà có một lần cha nói tiền thế gian này cũng giống như mấy cái cây thẻ, mấy cái con chip mà trong thùng bài thảy thảy thôi, con không có gì hết trơn á. Cha giải thích như vậy đó. Từ đấy thôi không có dám sinh luôn, cho như thu làm như. Còn mình mua ở Thiên Long Giang mình gieo duyên như vậy, sau này trứng rồng nở tự động một đốc đại gia dễ xài. Còn bữa nay thằng Long nó làm sập xỉ phải không, rồi nó làm tạm vậy á, nhưng mà cái quan trọng nhất trong 1.000 người vô chỉ cần có một người á, mà nó đại gia mà nó sắp chất nó muốn cúng dường một cái building á, sư phụ nhận liền nó xây đi. Mày xây mày được về trời, còn mày không xây mày lấy tiền đó mày xây cái mộ mày trước. Mấy thằng đại gia ở đây nó nhiều lắm, tiền của Di Cộng nó chuyển qua vùng này mà nó xây cái gì đâu không, mà nó làm gì đâu không, mà làm việc cho thiên đình có ai hiểu được. Đầu tư một lấy lại dạng dạng thứ. Còn những đứa họ thiên ở đây tuy là tài chánh hạn hẹp vừa đủ sống, nhưng mà cô chỉ cần cái tâm cái lòng với đoàn kết thì là bề trên thế hệ thương. Chứ đừng có không có đoàn kết mười làm cái tiếng xấu để cho những cái người mà người ta không biết gì á, ta không có chịu giao duyên với Thiên Long Vạn á là người đó có tội lắm. Mấy con ngồi chơi đấy, thù đang cơm no à, đứng à, thù đứng à, đứng à đám gì đứa nào ngồi được ngồi đi, để con thích đứng mà ngồi đi. Không biết cô ta học sáng. Thứ ba. Chị quay phim á, chị đợi. Ở Bích Kỳ.
Nãy giờ có ai nhận dạng con ở ngoài đó không? Là sao? Hỏi thằng Nga đi. Thằng Nga vừa tới là có cái bác kia. Thằng Nga có ai làm vậy với con không? Có. Có hai. Đúng rồi, con là tiên tiên với tiên. Ý là dù nó là thằng Nga nó làm mấy clip nó độ được nhiều người á thì người ta gặp nó người ta mừng phải không? Dạ. Con không nên bắt chước thằng Nga để ra đường người ta biết được con. Đó là mình vui mà. Độ được chúng sanh á. Thu ba cũng khóc lơ lắm đó sư phụ. Thu ba cũng là tốt vậy. Ngăn nữa bữa hôm đi ta hỏi ngăn ngăn nào. Ô giờ gặp rồi. Mấy đứa gần gần á. Ủa tính là thôi cái mặt nó dày ai cũng biết nó. Ê bò ra nó cha nữa. Mấy đứa là nè. Nên mỗi một họ thiên chúng ta đó, đại nhất cũng phải giúp cha giúp mẹ giúp sư phụ. Làm một cái trang Facebook mình không có biết đánh chữ, mình không có nghĩ ra được cái gì á, mình share cái bài hoặc là mấy trăm cái bài sấm cơ của mấy vị á, mình cứ bỏ ra mình post lại. Tại vì không có phải nó cũ là có nghĩa là không còn giá trị, tại vì nó cũ với người đã từng đọc qua thôi, chứ nó sẽ mới với cái người vừa mới bắt gặp nó đó, con hiểu không? Cho nên là sư phụ tại sao việc anh em nó lấy khúc nhỏ nhỏ nó bỏ anh TikTok đầy á, mấy đứa Việt Nam á đầy bản rồi NTK rồi KNT, mấy cái đó phải của sư phụ đâu, của người Việt Nam á, họ biết cách làm á. Giờ á đang trong lúc kinh tế Việt Nam khó khăn chật hẹp, rồi sắp sửa có chiến tranh bệnh tật, sắp sửa thay chiều đổi vị, dân chúng rất là hoang mang. Họ đang lúc ấp nơi nương tựa tinh thần, miếng ăn tinh thần hàng ngày. Đó là những đứa họ thiên post cái này post kia lên. Còn bây giờ sư phụ không biết ca cũng gán nó lẹp xếp để cho người ta cũng có một chút vui phải không? Còn đứa nào mà đã tin sư phụ là thiên tử là giáo chủ rồi mà còn chắc sư phụ ô giáo chủ cái này ca. Bộ giáo chủ trong 12 giới lực thì dĩ nhiên là sư phụ làm không có phạm giới, nhưng mà ca là mấy vị kêu sư phụ ca, con không biết không, sư phụ cũng đâu có thích đâu, nhưng mà mấy vị kêu á là độ chúng sanh như dùng phương tiện. Từ đó từ từ á, những đứa họ thiên đã hiểu rồi thì sẽ không có chấp. Còn những người mà không có nghe sư phụ nói chuyện á thì họ nghe ca tới nghe ca dở, nhưng mà từ đó giao duyên với cái điển thanh vô họ. Rồi từ đó họ sẽ tìm hiểu Thiên Tấn Kiệt là ai, Ngô Tấn Kiệt là ai, đại khái. Rồi từ từ đó họ mình mới đưa họ vào cái đường chánh đạo. Cả Phật tử cũng vậy. Nên mỗi người lập cái trang để mà độ. Bữa nay tới lúc con mặc áo dài thì không có ai mặc áo dài, còn ngày qua quá trời người mặc áo dài thì con lại không mặc áo dài. Thôi sư phụ con chụp tấm nè, áo dài qua đây thầy hụt cũng chưa thay đồ á, đồ này cũng còn nhìn được ngang quá, nó mặc áo kia nó mắc cỡ, nó không có chịu chụp hình. Thành phố Houston khí hậu này là số 1 rồi. Ngon hơn Cali nữa. Tại Cali nó không có sông. Bên này mấy
con thấy ngoài đó buổi họp mặt thấy bữa nay có gì comment không, có gì được không? Mấy con thấy sao? Con thấy họ cũng nghe, cũng nhiều người, nó cũng tức là nhiều phe phái, trong đó cũng có cộng sản, cũng có tùm lum tà la, nhưng mà cái người cũng đủ thứ đạo hết, người ta cũng tin, những người tin giống như người ta tới vẽ này kia thì khi tới là con hỏi, giống như con nói là cái group này không phải là cứ ấy rồi cứ chạy theo vô, mà chị phải có cái lòng tin là chị có muốn cái đó không, rồi chị có muốn những cái thông tin đó, còn không thì không có nên join, mình mất thời gian của mình với lại là này kia, thì tức là họ nói không, tên tôi thích cái này, tôi muốn, tôi tìm hiểu lâu rồi, tức là mình cũng biết một chút về người ta. Hoặc lâu là đó còn nói chuyện với phụ nữ hả? Không thì cái like không? Khi mà con viết cái tên á thì con hỏi sơ để con biết người nào như thế nào, thì giống nhưng như mà họ biết là cái luật của sư phụ á đó là vợ chồng á là phải mặc đồ mini skirt cho chồng hỏi thì đúng họ không? Cũng nói là tức là pháp thế gian không lại xuất thế gian, con có nói cái đó không? Không, họ nói là mấy ông chồng khoái xuống vô liền phải không? Vô theo thiên tâm là được coi giữ diễn vợ giữ diễn vợ xấu lâu ngày nó cũ mình làm mới lại, thật sự là không chỉ thích mới rồi thì mình làm mới. Con cháu sư phụ. Mày mau lắm. Rồi tới, rồi chơi. Ghê đây chị nè. Sao em ngồi em là cũng trên sóc. Thấy sao mấy con làm đi. Nghe là đời thì mình đời, đạo là đạo. Nhưng mà mình đừng có làm gì gọi là phạm giới luật. Con hiểu không? Mình đi làm mình không phải làm một cái công nhân bình thường. Có nhiều người đi làm cái ăn gian giờ giấc người ta, tức là một công dân hỏng bình thường rồi. Rồi ăn gian 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng đâu có nhiêu tiền, nhưng mà cộng lại thành ra đó, đóng ông nằm vậy đó. Giàu có bụng sẻn điền chủ đó nằm ngoài đó đó. Sư phụ, cái anh mà cao cao mà hay hỏi sư phụ á, mấy lần trước anh hỏi mấy cái câu rất là nghe nó sốc lắm, nhưng mà bữa nay anh hỏi cũng ok, sư phụ thấy ảnh có thay đổi không sư phụ? Anh nào rồi? Cái người hồi nãy hỏi sư phụ mấy câu liên tiếp á. Nó hỏi sốc kiểu nào nữa sư phụ trả lời bằng cái tâm. Thì sư phụ không có láo và cũng không có biết filter. Thì cái tâm sư phụ nói thì có thể đúng. Còn nếu mà nói như kiểu chính trị gia, nói như bỉ miệng, nó nói theo cái lý luận, rồi nó nói theo cái hoạt cảnh nó đợi là sai. Mình không trả lời theo tâm, mà không có biên giới thì ai đâu ghét được sư phụ. Mà sư phụ nhìn thấy ảnh có thay đổi không? Lần trước với lần này khi mà sư phụ nói chuyện với ảnh, sư phụ thấy ảnh có... Xưa thì mấy vị nói là nước nhiều thấm đất, nghe là sư phụ phải, nó nghe phải vài chục cái clip, phải không? Vài trăm. Bữa nay tới hai cái clip, bữa nay chắc 265. Thì cái gần đây hồi bữa từng rồi sư phụ nói chuyện ở chùa thì cũng có mấy thằng kim cương nó nhảy lên cầm mic rồi nó đưa những cái đề tài tào lao. Thì lúc đó cái bề trên cũng đứng đó, cha mẹ cũng đứng đó với sư phụ. Cái tối về cái mẹ mới nói con phải dạy chúng sanh như hạt xương, tức là phải nhỏ nhẹ lại, tức là bữa đó sư phụ hơi dữ hơn thằng kim cương đó, mấy đứa thấy đúng không? Sư phụ nói bây giờ mày lãnh lương của bác Biden, mày lãnh lương của bác Trọng nữa, rồi mày đứng đây mày nói cái ông đó rồi đội cái nón giống như thủy quân lực chiến của Việt Nam Cộng Hòa, có nghĩa là con người của mình chỉ cần bình thường, còn mấy thằng kim cương nó hay show up, nó là như là ta đây là Việt Nam Cộng Hòa, còn đưa cái thẻ cũ xì tôi là lính Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà toàn là nói chuyện tào lao không à, cho nên mấy cái đó không phải để ý nữa, thưa ông biết mà. Thì sư phụ bị trên la là mình phải như xương vậy đó mới dạy ta được. Rồi sư phụ tự khiển trách sư phụ là sư phụ không có đủ cái tài đức để mà thuyết phục họ xuôi chèo. Tại vì gần mấy tuần nay là cái thầy kêu sư phụ nói là con phải nói sao á, nó phải nước phải xuôi chèo, quốc nội hải ngoại, quốc gia Bắc Trung Nam phải cùng xuôi chèo.
thì con mới về gặp ta sớm được. Cho nên cái chiến thuật bữa giờ phụ nói về chính trị nhiều, rồi đi gặp hội đoàn này, HO này, HO nọ, miền Nam Cali đó, Mega đó, thì để cho họ cùng xuôi chèo. Thầy phụ mét đau hết từ Mega cho tới Bắc Nam Cali, thì 1, 2, 3 khi mà thầy thê nít nó sinh á thì mình có sẵn hết. Không biết một người Mega nói chuyện bằng cái triệu người, không biết từ hõm dưới á. Nó vô cái kênh của ông Đức Tiến thôi, bữa nay nó cũng là đệ tử với phụ mà. Mà sư phụ đâu biết nó là nó tài tử phải không? Vô 40,000 người coi, nó độ cái dân mấy gà. Rồi chị Kiều Trinh độ cái dân dân Hollywood Mỹ. Rồi mấy ca sĩ độ mấy đứa ca sĩ. Thì mỗi người nó có cái giới để mà cái căn cơ của mỗi người đi. Chứ giờ ai cũng gõ mỏ tụng kinh thì con chỉ gọi độ được những cái người với cái đó. Còn ở ngoài xã hội đủ tầng lớp hết. Cho nên sư phụ phải bôn ba đi khắp mọi nơi để mà gặp mọi tầng lớp. Nhưng mà tầng lớp nào gặp sư phụ ta cũng mệt. Hồi bữa nay băng nhạc CBC cũng đòi tới nè. Rồi để gọi. Ông gọi con ba lần, ông nói chuyện nào sư phụ rảnh cho. Thì hôm tới đi ông gọi sư hoài à, nãy nhắc tới mê gà mới biết ông cũng mê gà. Gọi được rồi, để ngồi quên nó nói mình. Quên mê gà tưởng mê mê đi ra rồi. Con cứ nhắn ông đi. Con nhắn nói sư phụ nhắn ông tới tại sư phụ bắt điện thoại mới được. Ở đâu mà về Việt Nam con làm gì gặp mắt con thấy lạ vậy. Tại lúc trước con không mấy cấp, sư phụ thấy khác giờ con mấy cấp. Ngày hôm nay là mấy cấp gì? Lâu quá không gặp sư phụ, con có hình ảnh khác. Thằng An nó đâu cần mấy cấp đâu, nó chỉ cần xăm mấy cá là đủ. Đường về trời khó lắm nghe con. Gán đi mọi đứa, gán lên thiền Bát Nhã phải xích bèo. Mấy đệ tử ở thiền á, gần sư phụ là gần Phật, gần Thánh, gần Bồ Tát, gần với mấy vị siêu hình không à. Mà ở thế gian này tất cả những nguyên thủ quốc gia đều tin siêu hình. Thì con nhìn lại bà Venga thời xưa đó, biết nhiều nguyên thủ quốc gia đứng xếp hàng để đi tìm hiểu những cái mà người đời không có suy nghĩ ra. Rồi hiện bây giờ cũng vậy, cả những Pentagon hay FBI nó tìm một cái khe gì mà tìm không ra cũng là nhờ tâm linh tìm. Nó có mấy cái nhà sách kia đó rồi cũng là tâm linh. Mấy con hôm nay gặp được sư phụ, nửa đời, nửa đạo, nửa tâm linh đủ hết thì là phước á, gán giữ. Sư phụ không có cần quyền lợi gì, tất cả con cần mấy con hiền thôi. Thật tâm đi theo sư phụ về trời là chỉ cần có nhiêu thôi, đừng nghĩ cái gì chứ. Sư phụ chỉ cần mấy con là vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe thôi. Sư phụ chỉ cần mấy con đó, và đồng thời hãy có một chút xíu tu tập nha. À, tệ nhất cũng phải ngồi thiền. Nếu mà bận rộn không phải ngồi thiền để mà mình trở về cái bản tánh của mình. Đó là sư phụ chỉ mong vậy. Còn ngoài sư phụ không có mong mấy con gì chứ. Không bao giờ kêu đứa đệ tử nào hay đi in flyer để mình tụ họp đông rồi mình để thùng tiền đó, hay là làm một cái event sư phụ dạy ngồi thiền hay buổi nói chuyện mình bán vé 50 đồng vé. Có bao giờ sư phụ nghĩ ra vậy không? Không bao giờ có chuyện đó, mà cũng không bao giờ nghĩ nữa. Hồi nãy có người hỏi cái này đó, tôi nói thụ giao duyên là thiên nhiên tự nhiên đi về trời mà cần gì mà phải đi quảng cáo. Người ta đi kéo người đi xuống địa ngục nào mới cần quảng cáo. Còn về trời là mấy con phải tự phải đi về, thụ chỉ
chỉ hướng đẩy lên thuyền, không còn dâm bóp thuyền là chỉ mới còn phải không? Chứ còn mấy ông thầy mà mấy ông kéo con xuống địa ngục thì mấy ông cần quảng cáo, cần phải lôi số lượng đông. Cho nên tại sao là sàng lọc ở thời này ít có người biết thiên tâm, không phải là ít có đó, nhưng mà họ còn lưỡng lự, là vì để cho họ tự giác ngộ, tự khai tâm và tự động họ lên thì nó mới bền. Chứ còn mà mình lôi, mình kéo, mình xuống thì cái đó nó không có còn là tự nhiên nữa. Nhiều khi người ta muốn đi xuống vô vũ trường nó ồn ào nhảy đầm đồ, vui hơn là ngồi thiền và chán một mình cô đơn. Có nhiều người người ta nghĩ như vậy đó. Nhưng mà người ta quên đi cái solution, cái cuối cùng. Ngồi thiền là tìm cái hỷ lạc từ ở trong lòng ra. Còn nhảy đầm là cái hỷ lạc mang từ cái âm thanh và những ai bạn bè xung quanh, thì nó là bandit. Còn cái ngồi thiền là cái vui sướng từ ở trong lòng mà nó có hoài à. Cái hạnh phúc đó nó có mỗi ngày. Còn cái đi tiệc tùng hay là đi gặp người này người kia hay vô vũ trường rồi đó, ồn ào nó chỉ có một tiếng nửa tiếng ở đó, rồi nó cũng mệt rã người, rồi buổi tiệc nào cũng tàn, thì tự chọn. Ê tử, có con ăn cơm chưa? Dạ, dạ, con vô ăn cơm sư phụ. Con vô ăn cơm đi. Hay là bưng tô ở đây ngồi nè, tại thấy mát quá, thấy đã quá, ở đây chơi. Bữa nay rất là thành công á, con làm rất là đẹp á. Cũng ngay cái đúng lúc vậy là được rồi. Sáng tịnh xong mẹ đứng đó, cha đứng đó được. Hồi nãy thì hộ đột xuất đi về không có kịp nói chuyện với con, làm mấy gì kêu Thái tử phải lên xe về. Thì hộ chỉ đột xuất chạy thôi. Vui à? Thì bỏ lại cái đống người đứng ngáo ngáo, không biết ông này ông làm gì, ông giọt lẹ. Không mà sư phụ vừa lên xe là mưa luôn. Ờ vậy hả? Nhưng mà mưa có năm gặp thôi. À. Cho nên mọi người nghĩ vậy là sư phụ đi cái là mưa liền, biết liền, cho nên mới đi trước. Nó cũng là vậy mà. Nó còn lấy cái tô, còn đứa bên tô ngồi đây chơi nè. Tại là già tội nghiệp mấy đứa này ngàn quá giờ á, cặm cụi cả ngày cả đêm. Có luôn là chủ với thằng. Anh Lâm. Mấy con ăn cơm chưa? Ăn chưa? Chưa ai chưa ăn cơm vô ăn đi, để đây mấy người này già chuyện. Người nào già chuyện ngồi đây. Người nào đó chưa ăn cơm vô ăn đi rồi ra. Đúng không, cơm chưa?